ngăn chặn trường hợp có biểu hiện phân lô bán nền trái phép. Ngày 21 tháng 8, lực lượng chức năng thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã phối hợp với chính quyền địa phương xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tiến hành dựng biển cảnh báo tại khu đất có biểu hiện phân lô bán nền trái phép tại thửa đất rộng gần 9,5 hecta. Nội dung tấm biển ghi rõ, nghiêm cấm mọi hành vi làm đường phân lô trái phép trên đất nông nghiệp, xây dựng công trình trên đất không được các phép xây dựng đất nông nghiệp, đề nghị không giao dịch mua bán đất dưới mọi hình thức đối với các dự án chưa đủ pháp lý, đồng thời cảnh báo mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, lực lượng chức năng xã Tân Thành đã kiểm tra phát hiện khu đất nối trên đang có xe, máy và nhân công thi công sang đắp mặt bằng, làm đường và có các biểu hiện phân lô bán nền. Ủy ban nhân dân xã đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai do không xuất trình được giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan, nên Ủy ban Nhân dân xã đã lập biên bản tạm giữ tăng vật là các phương tiện xe máy thi công, đồng thời đình chỉ và nghiêm cấm mọi hành vi thi công làm thay đổi hiện trạng. Toàn bộ khu đất có tổng diện tích gần 9,5 ha đã thực hiện tách thành 39 thửa nhỏ và một thửa lớn. 40 thửa đất vừa tách đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kiểm tra thực tế, khu đất cách quốc lộ 14 khoảng 3 km đã được phân lô bám theo đường bê tông xóm có mặt đường rộng 3 m và bám theo đường có quy mô lộ giới 26 m. Dọc bờ sông Bé thuộc Hồ Thủy Lợi Phước Hòa, mỗi lô có diện tích từ 1.000 đến 1.500 m2 ngoài ra trên khu đất còn có các tuyến đường nội bộ đang được triển khai thi công ngoài việc cấm biển cảnh báo và khuyến cáo người dân thận trọng khi tham gia giao dịch đất đai tại khu đất nối trên để phòng tránh các sự so hoặc tranh chấp về sau